Chào các bạn, chào mừng các bạn đã đến với kênh Tiểu Sử Người Nổi Tiếng. Trong bản tin ngày hôm nay, xin cung cấp cho các bạn thông tin tiểu sử ca sĩ Huy Vạc. Huy Vạc sinh vào ngày 20 tháng 8 năm 1993 tại tỉnh Nghệ An, nước Việt Nam. Anh sinh thuộc cung sư tử. Huy Vạc có tên thật là Nguyễn Đức Huy. Huy Vạc đã nổi tiếng với cộng đồng mạng với những bản ballad ngọt ngào hay những bản cover lại từ các ca sĩ nổi tiếng khác. Với đam mê âm nhạc từ nhỏ và niềm đam mê đó vẫn được nuôi dưỡng đến tận bây giờ thì anh vẫn đang đi hát say sưa tại các phòng trà và thường xuyên up các bản cover lên trên mạng xã hội. Những ca khúc đó đã được cộng đồng mạng ủng hộ nhiệt tình và những bản cover Huy Vạc thể hiện đã thu hút được hàng ngàn lượt xem và chia sẻ như Bông Hoa, Chẳng Dành Cho Ta, Tình Nhân Ơi, Màu Nước Mắt, Vô Tình, Thằng Điên, Suýt Nữa Thì. Và mới đây nhất thì anh đã thể hiện ca khúc Yêu Xa Đâu Khó đã thu hút được hơn 300.000 người nghe sau một tuần ra mắt. Huy Vạc đã từng học tại trường Đại học Vinh. Sau khi tốt nghiệp ở trường Đại học Vinh thì hiện nay Huy Vạc làm kỹ sư môi trường cho một công ty ở trong thành phố. Từ khi còn là sinh viên thì Đức Huy đã có thói quen sáng đi học, tối rảnh thì ôm đàn guitar, đàn hát một mình đến đêm khuya. Khi trở thành một chàng kỹ sư môi trường, thay vì chọn cách hội họp, vui chơi cùng với đồng nghiệp sau giờ làm thì chàng trai vẫn giữ nếp sinh hoạt cũ để giải trí. Âm nhạc như một phần không thể thiếu giúp cho mình tìm được niềm vui mỗi ngày, 9X nói. Cậu cũng cho biết công việc hiện tại không quá áp lực nên có thể dành nhiều thời gian cho đam mê của mình. Sở hữu giọng hát đầy cảm xúc thì Đức Huy chia sẻ yêu thích văn nghệ từ nhỏ. Bố mẹ của mình cũng là người yêu thích nghệ thuật nên đã dạy và tạo điều kiện cho mình ca hát từ sớm. Từ mẫu giáo cho đến tiểu học, trung học rồi phổ thông, cậu bạn đều là cây văn nghệ của trường, lớp và địa phương. Lên đại học, một mình bắt đầu tiếp xúc với rất nhiều và rộng hơn, nhận thức được hơn về niềm đam mê của bản thân nên mình đã tự mày mò, trao đổi kiến thức về âm nhạc, học nhạc lý, nhạc cụ, giờ khá thành thạo với guitar, nhạc cụ mà mình rất yêu thích, Đức Huy chia sẻ. Huy Vạc là cái tên quen thuộc trên cộng đồng mạng nhưng ít ai thật sự hiểu được ý nghĩa của cái tên đó. Đây là biệt danh từ nhỏ của mình. Ở nơi mình sống mọi người hay gọi là Vạc, một cái tên gần gũi từ lâu lắm rồi. Chắc hồi nhỏ kén ăn hay sao mà mọi người gọi là con cò, con Vạc. Người viết đặt ra, 9X đã dí dỏm chắc là hay đòi đi ăn đêm. Kênh YouTube của Huy Vạc đã đạt được 1/2 của nút vàng, hơn 500.000 lượt đăng ký, nhưng thực tế chỉ mới lập cách đây được 2 năm. Huy nói mục đích ban đầu chỉ để lưu giữ những video kỷ niệm của bản thân và trường lớp thời sinh viên. Sau khoảng nửa năm thì cậu đã bắt đầu đăng tải một số bản cover ngẫu hứng, số lượng các clip khá ít. Đến khoảng năm 2019 là thời điểm mà mọi người đón nhận các bài hát của Huy Vạc nhiều nhất. Khi đó, mình bắt đầu chỉnh chu hơn trong các bài hát và xử lý phần âm thanh kỹ càng hơn, cậu nói thêm. Mọi người khen nhạc của mình tình cảm, có chất riêng, không lẫn vào ai được. Mình rất vui vì điều đó. Từ thời điểm ấy thì chàng kỹ sư môi trường đã sở hữu thêm nhiều video đạt triệu view, đồng thời được mọi người biết tới nhiều hơn. Có thể kể đến một số clip nổi bật như Way Back Home, Đừng Khóc Một Mình và gần đây nhất là Hành Lang Cũ. Huy Vạc đã một mình đảm nhiệm tất cả các quy trình từ thu âm cho tới dựng video. Mỗi sản phẩm của mình đa phần là do mình làm mọi khâu. Vì thực tế, video của mình rất đơn giản, mộc mạc. Thời gian thực hiện một video khá là ngắn ngủi. Một số bài hát mình muốn mới mẻ hơn thì lúc đó mới hợp tác cùng với một số bạn nên hòa âm phối khí. Còn chủ yếu thì mình vẫn tự làm trên nền nhạc acoustic. Chưa kể đến giọng hát lôi cuốn, hình ảnh chàng trai trẻ ngồi ôm cây đàn bên khung cửa sổ đã vô cùng lãng mạn, cũng khiến cho không ít cô gái phải xao xuyến. Bí mật về địa điểm quay clip thì Huy Vạc chia sẻ, những khung cảnh mọi người thường thấy trong video thì thường mình can thiệp bởi phần mềm trên máy tính. Thực ra, bối cảnh quay đơn giản chỉ là trong phòng của mình thôi. Về hình tượng chàng trai bí ẩn thì cậu chia sẻ, mục đích chính là không cho ai biết đến khuôn mặt của mình bởi chỉ muốn mọi người cảm nhận âm nhạc của mình bằng đôi tai chứ không phán xét về ngoại hình. Mình cũng không giấu mặt vì tự ti về ngoại hình đâu, Huy chia sẻ và nói tiếp. Khi đã tự tin trong âm nhạc, Huy sẽ chính thức ra mắt và giới thiệu với tất cả mọi người về một hình ảnh mới qua những MV thật sự đầu tư nhất. Học kỹ sư môi trường nhưng yêu âm nhạc, những gì Huy Vạc nhận được không chỉ là một khoản thu nhập đều đặn mỗi tháng từ YouTube giúp cậu có thể thỏa mãn đam mê ca hát mà còn nhận được vô vàn niềm vui và tình cảm của người hâm mộ.
mọi người quan tâm nhiều hơn cả về nhạc lẫn con người mình. Hơn nữa, mình cũng có thêm được nhiều mối quan hệ, nhiều sự yêu thương từ các nghệ sĩ lớn, được ưu ái và nhận được nhiều lời mời tham gia vào các dự án nhạc, các địa điểm giải trí và chương trình game show. Mục tiêu của Huy Vạc trong thời gian tới vẫn là sẽ tiếp tục xây dựng hình ảnh cá nhân. Ngoài việc cover thì cậu sẽ cho ra mắt những ca khúc riêng của mình. Tất nhiên, những ca khúc của mình sẽ được chỉn chu và đầu tư kỹ lưỡng hơn. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Các bạn đừng quên bấm like, đăng ký kênh và bật chuông để nhận được những video mới nhất. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.